tôi sẽ không bao giờ tin tưởng một ai nữa hết. Thật sự luôn á. Xin chào mọi người và chào mừng đã quay trở lại với channel của Huỳnh. Video lần này mình làm sẽ là một video mà mình nghĩ là sẽ rất là vui đối với mình, cho nên là mình hy vọng là nó cũng sẽ rất là vui cho các bạn khi mà xem. Thì lần này mình sẽ làm video thử cái loại nước uống mới ra của Starbucks. Thì cái nước uống này nó là cái limited edition, cho nên nó chỉ ra trong vòng có 5 ngày thôi, từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 10. Thì nó tên là Zombie Frappuccino. Hồi xưa thì Starbucks người ta có ra một vài loại limited edition mà mình đã thử qua rồi, giống như là Unicorn Frappuccino hoặc là Dragon Frappuccino. Thì theo ý kiến cá nhân của mình á, thì những cái loại nước limited edition của Starbucks thì nó hơi bị fail fail một chút. Mọi người cứ tới mua xong rồi dẫn đến là hiệu ứng đám đông thì nhiều người khác lại tới mua, cho nên là nó như kiểu là bị overhyped đó, tức là kiểu là đồn đại để mua nhiều quá nhưng mà thật sự nó không có ngon. Thì theo ý kiến cá nhân của mình là mình thấy không có ngon, cho nên á là khi mà thấy mọi người ở trên mạng á thử cái Zombie Frappuccino này á và mọi người khen ngon á, thì mình cũng hy vọng một chút xíu là cái nước này nó sẽ ngon đỡ hơn là những cái nước limited edition kia của Starbucks mà ra hồi xưa. Thì cho nên là mình rất là háo hức hôm nay là mình đi thử. Và mình cũng hy vọng là cái Starbucks mà mình đi mua hôm nay là sẽ còn cái nước đó. Và cũng hy vọng là nó sẽ ngon. Và bây giờ thì mình sẽ lái xe tới chỗ kia. Thì mình không có vô tiệm để mình mua, mà mình chỉ lái xe xong rồi mình nhận nước ngay từ cái cửa sổ bán hàng á, xong rồi mình ngồi trong xe mình uống thôi, chứ mình ngại vào trong kia sợ đông người á. Cho nên là Gia mình sẽ gặp lại các bạn trong vòng ít phút nữa nha. Bye bye. Do you guys still have the zombie frappuccino? You sure do. What size would you like? Can I have a grande of that, please? Yeah, sure. Have you had it before? Oh, no. Just want to try that. Okay, well, I hope you like it. All right. Like it. Okay, thank you. Vừa mới order xong. Hồi hộp quá, không biết có ngon hay không. Bây giờ mình đang ở trong hàng chờ lấy nước. Trước mình là hình như cũng 4 chiếc xe nữa. Nghe xíu nhạc nha. Ok, có nước rồi, bây giờ thì tìm chỗ nào mát mẻ ngồi xuống thử nước. Nắng nóng quá. Oh my god. Chắc bây giờ thì mình sẽ lái xe lên trường luôn, vì đằng nào mình cũng phải học bài ở trên trễ một chút xíu. Nên là từ cái Starbucks này mà lên trường mình thì tầm cỡ 5 phút, chưa được 5 phút. Hôm nay là thứ bảy cho nên là rất là nhiều người ra đường luôn. Ra đông xe quá trời. Ok, bây giờ sẽ là giây phút thử nước. Đây, Zombie Frappuccino. Ở trên này thì nó nhìn hơi kiểu màu tím tím giống như là não á. Còn dưới này thì
Nhìn nó cũng hơi kiểu màu tím tím, giống như sốt raspberry hoặc sốt nho gì đó mình cũng không biết. Còn màu này là màu xanh, giống như kiểu là màu trà xanh á. Rồi mình sẽ hút thử miếng đầu tiên nha. Có nên quậy lên không ta? Để hút thử trước khi quậy một miếng đã. Má ơi ngọt. Nó kỳ kỳ. Sao lần nào mua limited edition nước của Starbucks lúc nào cũng hơi kỳ kỳ. Bây giờ thì mình sẽ quậy lên nè. Quậy lên thì xem thử là uống nó có khác gì cái lúc mà chưa quậy không ha. Quậy để cho cái phần tím tím ở dưới đáy này nó trộn với cái phần xanh xanh ở trên này nè. Bây giờ thì mình sẽ thử hút miếng thứ hai sau khi mà đã quậy cái sốt ở dưới với lại cái nước ở trên lên nha. Quậy lên thì nó đỡ ngọt hơn một chút á. Tại vì trước khi mà mình quậy á, thì khi mà mình cắm ống hút sốt thì mình hút trúng ngay cái chỗ nước này nè, cái chỗ sốt này nè, thì nó rất là ngọt. Nhưng mà khi mà quậy lên rồi á, thì nó rất là cân bằng. Nhưng mà cái vị nó thật sự rất là kỳ luôn á. Vị nó như kiểu là hơi... Mình đang ở trường nên là như có một cái trận đấu bóng chày hay là bóng bầu dục gì ở bên cái sân vận động bên kia, thành ra nó hơi ồn một chút. Thì nó tới đâu rồi? À, thì khi mà quậy lên á thì mình cảm nhận được là cái vị nó hơi có vị, nó hơi có vị táo một chút. Còn cái sauce này á thì giống như là sauce caramel. Thì không biết các bạn ở Việt Nam thì có biết cái món này không, nhưng mà mình nghĩ là các bạn ở bên Mỹ thì chắc sẽ biết. Tại vì khi mà Halloween á thì có cái gọi là caramel apple, nghĩa là cái táo mà nó cắm vô trong cái cây á, xong rồi nhờ mình nhúng xuống cái caramel, cái caramel á, xong rồi nó bọc quanh cái quả táo á để mình ăn á, gọi là caramel apple. Thì cái này nó giống giống như vậy á. Cái màu xanh này nó hơi chua chua và có vị táo, thì mà cái này thì nó ngọt 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 caramel. Nhưng mà thật sự là nó chưa tròn hẳn cái vị của caramel apple, nó như kiểu là nó ngợ ngợ kiểu gì á, kỳ lắm á. Nói chung là lần nào mà mua limited edition frappuccino của Starbucks thì lần nào cũng fail hết. Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng một ai nữa hết. Thật sự luôn á, trời ơi. Cá nhân mình thì mình thấy cái unicorn frappuccino là ngon nhất, tại vì nó không có bị ngọt quá, nó kiểu chua 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 vị xoài. Mình rất là thích những cái đồ uống vị xoài, sinh tố xoài, cho nên là mình thấy cũng ok. Nhưng mà xét về mặt bằng chung của những cái nước frappuccino của Starbucks á, không phải limited edition á, mà cái nước mà có trong menu á, thì những cái nước limited edition này thật sự nó rất là dở luôn á. Và cái nước này, nếu như mà cho mình chấm điểm trên thang 10 á, thì mình sẽ chấm là 4 điểm. Tại vì cái vị của nó thật sự rất là kỳ. Và nó ngọt không ra ngọt, nó chua cũng không ra chua. Mà nó hay là do cái tiệm này nó làm nước dở ta. Tại sao mọi người trên mạng khen là cái nước limited edition này là ngon nhất trong tất cả những cái nước limited edition của Starbucks, mình cũng không hiểu. Nhưng mà yeah, mình nếu như mà bạn nào có ý định mua uống thử cái nước này á, thì mình nghĩ là cũng có thể mua uống thử, thử một lần thôi để cho biết thôi thì cũng được. Nhưng mà đừng có mua cái size này, mà nên mua cái size nhỏ nhất để thử qua cho biết thôi. Vì thật sự là nó không ngon như các bạn nghĩ đâu. Và mình cũng không muốn các bạn bị tiếc tiền giống như mình hiện tại. Bây giờ mình đang rất là tiếc tiền. Và đó là những cảm nhận chân thật của mình sau khi mà đã thử cái nước zombie frappuccino này của Starbucks. Và sẽ không có lần thứ hai mình mua cái nước này nữa, chắc chắn là như vậy luôn. Cảm ơn trời là nó chỉ ra trong vòng có 5 ngày thôi. Vì thật sự cái nước này đáng để mà gọi là biến mất. Chỉ có 5 ngày và xong là xong luôn, thì đi luôn đi, không cần phải quay trở lại đâu, vì thực sự nó rất là dở. Và bây giờ mình phải ráng uống cho hết cái ly này, vì mình không có muốn tiếc tiền, cho nên là mình phải ngậm đắng nuốt cay mà uống hết cái ly này thôi. Và mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Đừng quên like video này và đừng quên subscribe vào channel của mình nếu như bạn nào mà chưa có subscribe vào channel của mình nha. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nha. Bye bye.